Thưa Quang, xin chào tham gia buổi live này. Trước khi vào cái buổi live thì xin gửi buồn sâu sắc đến ba chiến sĩ trong khi làm nhiệm vụ để cứu người dân ở cái quán karaoke đâu ngoài khu vực ngoài Hà Nội đó. Thì xin mọi người ha cùng nhau gửi lời chia buồn đến ba chiến sĩ đó. Ok, vào vấn đề hôm nay, vấn đề cái chủ đề ngày hôm nay thì như tôi qua nói làm giao lưu, và đâu đó thầy qua có muốn liên tưởng tới cái chủ đề là cái những thành phần bên kia đó mà chúng ta hay nói là những cái tên bao que xỏ lá đó là cái gì, tức là như mọi người cũng biết rồi thì họ những thành phần đó họ luôn tự hào, họ có cái thẻ xanh hay là nôm na là cái quốc tịch Mỹ gì đó. Ngày xưa thì cha anh họ thì luôn tự hào là một cái quân lực hạng tư trên thế giới vào cái thời điểm đó. Thưa Quang xin nhắc lại nha, tức là tổ tiên của mấy ông ba que này á, năm xưa họ luôn tự hào họ là quân lực hạng tư trên thế giới. Và một điểm nữa, họ luôn luôn tự hào cha ông của họ, cái chế độ hộ của họ đó, hay là chúng ta hay nói mà ngày xưa là đất Sài Gòn, bây giờ là Hồ Chí Minh, họ bảo đó là họ tự hào đó là Hòn Ngọc Viễn Đông gì đó. Thì cái chủ đề hôm nay thực quan muốn đưa ra mọi người đó, vậy những điều họ tự hào đó đó nó có hợp lý hay không, nó đúng với cái từ gọi là dùng vào hay cái từ tự hào hay không, đúng không ạ? Và biết rồi, thêm một số thành phần nữa, họ luôn tự hào họ cuồng Mỹ, cuồng Tây, cuồng gì đó. Thì qua cái clip của Quang Lâm chia sẻ thì mọi người cũng thấy rồi. Thấy rồi nội dung như thế nào. Thì hôm nay theo Quang làm cái live ngắt là muốn hỏi các anh ba bên kia, nó thẳng luôn mấy anh ba que xỏ lá đó, thì họ đang tự hào về điều gì ha? Đang tự hào về gì? Ok, xin mời Trung. Qua cái clip của Quang Lâm vừa anh vừa bổ sung đó, thì Trung có nhìn ra được điều gì không? Dạ, ok, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi trên diễn đàn. Thì cái tư tưởng mà giống như trước đây chúng ta đã nói chuyện với này bác chú Peter Phượng, anh Thơ Quang không biết có nhớ không? Có nghĩa là cái tư tưởng mà có. Đó, cái tư tưởng người ta làm sẵn sàng, người ta làm lô nệ, khả năng là người ta làm lâu quá rồi. Người ta làm lâu quá rồi, thành ra người ta lại quên mất là mình hiện nay là đất nước Việt Nam là do người Việt Nam làm chủ. Nó chính xác là như vậy. Thì hiện nay cũng không có gì là khó để mà nhìn nhận những cái thành phần này, kể cả là dưới cái danh nghĩa nào, hay là dưới cái hội đoàn nào, hay là dưới cái tấm áo nào đi chăng nữa, thì cái bản chất người ta cũng không thay đổi. Thì chúng ta chỉ cần tiếp cận một vài cái qua một vài cái biểu hiện, cái thông tin mà người ta cập nhật là chúng ta sẽ biết được là cái bản chất và cái tư tưởng người ta như thế nào. Thì thực sự thì liên quan đến cái vấn đề mà ông thủ tướng Tây Ban Nha, đúng không ạ? Ông thủ tướng Tây Ban Nha này nè, dạ, ông Pedro Sanchez. Ông kêu gọi một cái lời kêu gọi. Đó là ông ấy kêu gọi là mọi người là bỏ cà vạt để tiết kiệm năng lượng. Thực ra mà nói thì ở đây nó lại ở góc độ như thế này. Nếu mà nói tổng thể ra đó thì không riêng gì ông Pedro Sanchez, ông là thủ tướng Tây Ban Nha đó. Như âm thanh bị gián đoạn. Không riêng gì ông này, thì chúng ta khẳng định một điều đó là gì, gần như bây giờ tất cả các nước châu Âu, EU và NATO do Mỹ đứng đầu là đang tham gia vào cái việc cấm vận Nga.
Bây giờ trên đầu nước Nga đó khoảng tầm khoảng bao nhiêu nghìn đó, khoảng bao nhiêu nghìn cái lệnh cấm vận à, khắp mọi các tất cả các lĩnh vực cả. Thì chúng ta nhớ là một tí thì cũng lâu rồi chúng ta không đề cập, đó là người ta cấm tất đặt dầu mỏ này, khí đốt này, rồi là lương thực, thực phẩm, cây cối, chó mèo, thể thao, rồi cờ vua, rồi hóa học, rồi vân vân và vân vân, có nghĩa là người ta cấm tất, đúng không ạ? Có cứ cái gì cứ đến cái chỗ của Nga là người ta cấm, thậm chí là đến vận thể thao mà bị chấn thương người ta còn từ chối để điều trị, mà là chúng ta biết là cái độ của người ta như thế nào, đúng không ạ? Cái việc người ta chống Nga thì đánh rằng ở đây chúng ta khẳng định một điều á, là cái việc Nga với Ukraine đó là công việc nội bộ của hai quốc gia. Đấy, thế nhưng ở đây chúng ta như cảm nhận được đó là gì? Đó là khoảng 40, đúng không ạ? 40 nước. Đấy, tham gia cùng đánh Nga một trận. Thế nhưng mà bây giờ cái việc mà cấm vận Nga thì cái hiệu quả đạt đến đâu thì chưa thấy. Thì chúng ta thấy được là thứ nhất là ở châu Âu thì chúng ta cảm nhận được đó là gì? Đó là lạm phát tăng cao, không riêng ở châu Âu, ở Mỹ và các nước khác, thậm chí ở Việt Nam cũng thế. Bị ảnh hưởng, lạm phát tăng cao, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là cũng có mấy anh như ông Boris Johnson, Thủ tướng Anh, đúng không ạ? Rồi là các nước khác như là Latvia, rồi cái gì đấy, Bulgaria, đúng không ạ? Rồi cái nước nào đấy cũng bốn Latvia. anh, bốn anh là thủ tướng, là tổng thống, là cũng từ chức vì cái, rồi Italia nữa, đúng không ạ? Để từ chức Đấy, vì đúng rồi. cái việc mà anh lãnh đạo quốc gia của anh, thế nhưng anh lại tập trung chủ yếu vào cái vấn đề là các anh chống đối với Nga đấy, chứ các anh lại không tập trung lãnh đạo đất nước mà phát triển đi lên, đi theo một cái chiều hướng là do Mỹ đứng đầu. Thế thì cái hậu quả ngày hôm nay đó thì rất nhiều nước phải chịu ấy, rất nhiều nước phải chịu cái ảnh hưởng. Thì dĩ nhiên là cái việc mà có thể là ông cũng đưa ra, ông cũng có lý luận của ông ấy, ông không đeo cà vạt và ông kêu gọi mọi người không đeo, khả năng là cũng đỡ tốn năng lượng, đó là có thể là không phải giặt này, đúng không ạ? Không đeo thì không phải giặt đấy, không đeo thì không phải phải ủi, đúng không ạ? Không phải ủi đấy, thì cái ủi thì cũng phải dùng than ủi thì cũng phải mất năng lượng. Thì theo em nghĩ là khả năng là có một vài cái yếu tố mà dẫn đến là tiết kiệm được. Thế còn nếu mà tiết kiệm hơn nữa thì có Ủa khả chung năng chung đấy. chung chung nếu nếu mà như vậy ấy, thì sao không khuyến khích là mặc áo thun ba lỗ hoặc là Thì kính đấy cận chung đấy, em cũng đang 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 đúng không? có cái suy nghĩ như thế này đấy, em đang định hỏi ý kiến anh mà anh này lại đưa ra trước đấy. Em đang nghĩ bảo nếu như mà đã như vậy thôi thì mặc quần đùi thôi đấy, cởi trần thôi, Đúng thì rồi. giặt mỗi cái quần đùi thôi, khả năng thì nó mình giặt tay thôi, đúng không anh, công nhận không? Thì nó cũng đỡ tốn đấy, nó không nó tiết kiệm được năng lượng nhiều Tốn hơn công đỡ tốn nước. đấy, chính xác. Em đang định định đặt vấn đề như vậy. Thế nhưng mà chúng ta nói là nó là câu chuyện vui, đúng không ạ? Câu chuyện vui, nhưng mà nó là thực tế. Bây giờ nếu mà anh không đeo cà vạt thì nó tiết kiệm được bao nhiêu năng lượng, đúng không ạ? Chả có công thức nào, cũng chả có nhà khoa học nào hay cái nhà vật lý nào, có nhà hóa học nào người ta chứng minh được là tiết kiệm bao nhiêu năng lượng cả đấy. Thế nhưng mà dĩ nhiên là nếu mà bỏ tất đi, khả năng người ta sẽ chứng minh được. Thứ nhất là cái lượng calo tiêu thụ chẳng hạn đấy, về cái vấn đề giặt quần giặt áo này thì nó được bao nhiêu đấy, thì chúng ta thấy rồi, và cũng không riêng gì cái vấn đề này, thì chúng ta theo dõi chúng ta thấy thôi, là hiện nay là các nước châu Âu về cơ bản, kể cả nước Đức là một trong những nước có thể nói là hàng đầu, anh cả của châu Âu, thì cũng phải là chuyển sang sử dụng cơ chế nước lạnh các thứ rồi, cũng phải cắt giảm là hệ thống máy sưởi, rồi cũng là hạn chế, rồi vân vân và vân vân cả, rồi chia tắt điện chiếu sáng, rồi đài phun nước bên ngoài tòa thị chính, rồi bảo tàng thành phố và các tòa nhà công cộng khác để tiết kiệm năng lượng, đúng không ạ? Đây là nước đứng đầu, nước Đức là một trong những nước hàng đầu, anh cả của châu Âu đấy. Đấy, là chưa nói đến các cái vấn đề khác. Thì hiện nay đó các nước khác chẳng hạn cũng có rất là nhiều, mà cái này là tí nữa sẽ nó liên quan đến cái vấn đề sau, là cái vấn đề mà chúng ta hay hay hỏi là các anh kia tự hào cái gì đấy, đúng không ạ? Ở Đức thì có Berlin này, thủ đô Berlin này, Hanover, Dortmund, Hamburg, đúng không ạ? Là chính sách đều áp dụng chính sách tắt điện ở khu vực công cộng, như đèn giao thông cũng tắt luôn này, tượng đài này, các tòa nhà hành chính này, các khu công viên, nhằm đối phó việc thiếu hụt năng lượng. Tại Bỉ các thành phố như Ghent này, rồi Antwerp này, Bruxelles này, đúng không ạ, cũng hạn chế khu vực công cộng. Rồi tình trạng tương tự diễn ra ở Hà Lan, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, vân vân và nhiều nước khác.
Thì ở đây chúng ta có thể thấy, và qua cái việc khảo sát nữa của cái tờ Die West, là cái tỷ lệ ủng hộ Ukraine hiện nay cũng đã giảm xuống rất là nhiều. Đấy, là từ 32, trước đây là 75%. Đấy, nhưng giờ chỉ còn 32% thôi. Có nghĩa là người ta gì? Người ta bị ảnh hưởng đến cuộc sống, đúng không ạ? Và các cái chính phủ người ta lao vào cái vấn đề là đấu đá với, theo Mỹ đấu đá với Nga, cấm vận Nga nhằm bóp Nga, bóp bóp chết Nga. Thế nhưng mà em thì em nói rõ ngay từ đầu em không ủng hộ ai cả. Thế nhưng mà về cái góc độ các anh đánh tập thể thì hiện nay thiệt hại là các anh đang gánh chịu nhiều hơn. Nó chính xác là như thế. Và người gánh chịu đây là người dân. Thì mới dẫn đến là tình trạng là các cái thủ tướng, tổng thống các nước đã phải từ chức khi mà anh đã không đáp ứng được cái yêu cầu nguyện vọng của người dân khi mà các anh ra tranh cử, các anh hứa hẹn, đúng không ạ? Các anh hứa hẹn. Thì nó liên quan cái vấn đề này đó, thì chúng ta khẳng định một câu này, giờ có nhiều thành phần đấy, người ta nên người ta so sánh Việt Nam chúng ta với các cái nước phát triển khác, và người ta cho rằng chúng ta tự hào ở đâu, người ta cho rằng là ở các cái nước này là không có cái hãng xe sản xuất xe riêng như VinFast, thế nhưng mà người ta phát triển thế này thế nọ, hay là người ta cũng không có hãng sản xuất điện thoại riêng như Bphone, thế nhưng mà người ta cũng thế này thế nọ, vân vân và vân vân cả. Thì cái tư duy nô lệ này nó gắn liền từ cái thời kỳ mà từ những năm mà năm 1858 mà thực dân Pháp người ta bắt đầu nổ tiếng súng đầu tiên xâm lược Việt Nam chúng ta đó, và sau đó thì lịch sử thì chúng ta biết rồi, người ta cũng chia ra Việt Nam chúng ta thành ba kỳ để người ta cai trị. Và chính cái nguồn gốc này bây giờ dẫn đến cái tình trạng là một số thành phần hay lợi dụng vấn đề này để gì ạ, có cái sự kích bác, gọi là chia rẽ vùng miền để mà tạo ra cái sự kích động ở Dạ trong nước, cảm đúng không ạ? Thì tại sao lại như thế? rồi. Thế nhưng mà tư duy của những người này thì em hay nói là tư duy ngược. Cái bản thân các anh đó, bản thân các anh đó là cha ông thế hệ các anh, cha ông thế hệ cha ông các anh đó, thì nên nhớ lấy một cái câu nói của ông Dương Văn Minh. Ông nói là nguyên là trước đây là tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa đấy, mà tổng thống cuối cùng đấy, mà trước khi Sài Gòn ngày đó sụp đổ đó, thì đại sứ của Trung Quốc người ta cũng đến, người ta gặp gỡ, đúng không ạ, và thông qua một 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 nhà hoạt động tôn giáo đó. Thì cái này bây giờ tài liệu vẫn đang còn, đúng không ạ, và muốn là gì, muốn câu kéo, đúng không ạ, muốn câu kéo để giữ cho cái còn tồn tại Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng ông Vương Dương Văn Minh ông có nói rồi, đời ông ấy là đã bán nước đi theo thực dân Pháp làm tay sai rồi, Pháp thất bại thì ông lại đi theo Mỹ làm tay sai rồi, thì không lẽ bây giờ ông lại đi làm tay sai Trung Quốc nữa. Mọi người cứ tìm lại hiểu xem, là giờ tìm hiểu lại xem có đúng ông Dương Văn Minh ông phát biểu những câu ấy không, trong những cái giờ phút cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa tồn tại không, đúng không ạ? Thế thì bản thân ông là người nhận ra cái điều đó. Thế tại sao đó bây giờ có một số các bạn trẻ, các anh em trẻ được đi học tập, được đi giao lưu, được đi sinh sống, đúng không ạ, ở những cái đất nước văn minh môi trường mà lại đưa ra những cái lý lẽ nó lại vô cùng thiển cận và ấu trĩ như vậy? Các anh phải biết này này nhá, nước Anh, nước Mỹ, nước Pháp là những cái nước á, nó đi ăn cướp của thiên hạ về nó xây dựng nước nó nhá, chưa kể Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha các thứ vân vân và vân vân cả. Thế các anh đã đọc cái bài viết gần đây nhất ở trên báo của Mỹ, người ta phân tích là cái chiến lợi phẩm đó mà lính Mỹ thu giữ được trong chiến tranh là phải làm gì chưa? Nếu như các anh sống sinh sống ở nước ngoài thì các anh nên đọc báo nước ngoài để các anh hiểu biết thêm, chứ không phải là các anh này chăm chăm vào những cái vấn đề ở Việt Nam. Việt Nam không sản xuất được ô tô thì các anh bảo là cái ốc vít cũng không sản xuất được, bây giờ có nhà máy để sản xuất thì các anh lại bảo là có gì để mà tự hào. Thế tôi không hiểu tư duy các anh là cái loại nào, đúng không ạ? Các anh xếp vào cái thành phần nào để cho nó phù hợp? Đúng là cái ngôn ngữ mà nói thì cũng từ xưa đến nay đó, cũng không muốn là xúc phạm hay động chạm, bởi vì nó cũng là một quá khứ, là lịch sử, cũng tôn trọng một phần. Thế nhưng nói thật là các anh bây giờ ấy, một số anh già rồi mà các anh còn giữ cái tư tưởng gọi là nô lệ đấy, làm nô lệ cho các cái nước khác đấy, và những cái thành phần con đấy, thành phần cuội bây giờ đấy, mà các anh có những cái tư duy đấy các anh nên thay đổi đi. Làm được các anh cũng nói, không làm được các anh cũng nói, làm được các anh cũng chê, mà không làm được các anh cũng chê. Thế bây giờ tóm lại là các anh muốn ở cái thành phần nào các anh nói thẳng luôn đi, đúng không ạ? Đấy, và hiện nay là Rồi.
các anh á là còn đội lốt là gì, thành lập một số cái fanpage ở trên Facebook là mang tên là nào là sinh viên Việt Nam vân vân cả. Nhưng mà tuyệt nhiên là bây giờ các cái diễn đàn là đi là chủ yếu là gì, những cái thành phần là đi chia sẻ lại những cái bài viết của Việt Tân, đúng không ạ? Thì cũng như ngày hôm nay đó, em cũng rất là buồn, cũng rất là chia sẻ với sự mất mát của ba chiến sĩ hy sinh của cái lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tham gia cứu hộ cứu nạn. Thế nhưng bên cạnh đó thì em cũng phải nhắc đến một chút cái góc độ là cái vụ tai nạn diễn ra là cách đây cũng cũng tương đối là đấy rồi, trước tiên thời kỳ mà các cháu học sinh mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì em có tìm hiểu, em có nắm bắt, thế nhưng em không 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 vội chia sẻ như một số thành phần khác. Một số thành phần khác đó là gì, ngay lập tức sang ngay cái trang nhà của Việt Tân để copy những cái bài viết về để gì ạ, để là cho mình là những người là biết được những thông tin sớm nhất. Nhưng mà chưa hẳn các anh biết thông tin sớm đã là thông tin chính xác, và các anh phải nên hiểu là Việt Tân là ai, cái tổ chức đấy là tổ chức nào, được nhà nước Việt Nam xếp vào loại gì, loại khủng bố, đúng không ạ? Mà nó đã là loại khủng bố ấy thì có bao giờ nó viết tốt về Việt Nam chưa, các anh thử nhìn nhận xem. Mà các anh nhìn thẳng luôn vào sự thật, đó là những cái thành phần que con que củi rồi các loại chống cộng cực đoan rồi những cái thành phần dân chủ cuội trong ngoài nước, để con nó có cái tư tưởng nó chống phá nhà nước Việt Nam, thì thử hỏi có bao giờ nó viết tốt về Việt Nam một câu một chữ nào chưa. Ngày xưa đấy thì nó tự hào với cái xe lăn Đà Lạt, đúng không ạ, cái xe lăn Đà Lạt của Pháp, thì Pháp nó đưa sang Việt Nam, nó mở nhà máy, nó bắt các ông cha các anh làm cu li ra, năn lưng ra làm cho nó, kiếm tiền cho nó, thì các anh tự hào. Mà trong khi bây giờ cái nhà máy VinFast mở ra không riêng ở Việt Nam, mở cả Mỹ, ở các Đức, các nước khác, thì liên tục lên chống phá rồi cho rằng là lấy cái đó làm cái gì mà tự hào. Thế không hiểu là các anh muốn cái gì, đúng không ạ, các anh muốn cái gì đây. Thế là cái tư tưởng này đó, thì thực ra mà nói đó, nó không lạ, nó không xa lạ gì cả, em thừa hiểu là như vậy. Bởi vì đối với họ đó, chỉ có những cái người mà làm chủ của họ đó thì mới có những cái là tốt đẹp thôi, còn tất cả những người nào khác không phải là chủ của họ thì họ đều cho là xấu. Thì cái điều này nó giống đặc tính một loài, đúng không ạ? Thì chúng ta đều hiểu cả, nói thì nó không có tiện. Thế nhưng mà để cho các anh thấu hiểu được đó là gì, đó là con người ấy là nó phải có gốc, đúng không ạ? Như, như cây có gốc, như sông có nguồn đấy. Chứ không phải là chúng ta là người Việt Nam, kể cả các anh là bây giờ quốc tịch khác chăng nữa thì các anh cũng là gốc Việt Nam. Các anh không bao giờ các anh xóa bỏ được cái đó. Mà cái gốc Việt Nam đó thì các anh phải thấu hiểu được cái hoàn cảnh đất nước chúng ta là như thế nào. Chứ các anh đừng có nói nước Mỹ mấy trăm năm mà lại không bằng 4.000 năm. Thế các anh biết Mỹ nó đi vơ vét của cải tài nguyên thiên nhiên của bao nhiêu nước về không? Nó cướp đi sinh mạng của bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu gia đình, bao nhiêu quốc gia để nó xây dựng cái nước Mỹ như ngày hôm nay không? Mà bản thân các anh bây giờ đang ở Mỹ đang làm cu li cho chúng nó đấy. Các anh tự hào cái gì, đúng không ạ? Đâu phải là các anh cứ thấy vậy là các anh là thế này thế nọ rồi bắt đầu các anh quay về các anh chê bai quê hương đất nước, trong khi là gì, đất nước mình trải qua cái giai đoạn lịch sử như thế nào, chiến tranh ra làm sao, đúng không ạ, hoang tàn đổ nát như thế nào. Bây giờ các anh mở mắt ra các anh nhìn cái đất nước Ukraine đấy, các anh đang ủng hộ đấy, nó bán hết 17 triệu hecta đất nông nghiệp rồi đấy, đến bao giờ nó mới trả hết nợ à? Bao giờ nó mới trả hết nợ, bao giờ nó mới xây dựng lại đất nước của nó? Nó chỉ nghe gì, chỉ nghe Mỹ và các nước phương Tây đấy, cứ đánh đi, cứ đánh Nga đi, chống Nga đến người Ukraine cuối cùng, đúng không ạ? Còn nó ở ngoài thì nó cứ bút vũ khí cho, nó bảo nó tài trợ này tài trợ nọ, những tài trợ bao nhiêu các anh nhận được bao nhiêu, đúng không ạ? Nhưng mà tiền thì các anh chắc chắn phải trả, và đời đời con cháu các anh phải trả, đó là cái điều chắc chắn là như vậy. Thì đó là cái bài học sâu sắc và gần đấy nhé, chứ không phải là bất kể một thông tin gì, đúng không ạ, các anh tìm hiểu chưa tìm hiểu, các anh đã lên các anh cho rằng là nhà nước thế này nhà nước thế kia đấy. Đấy, tôi thử hỏi bây giờ các anh ở bên Mỹ các anh có dám làm những cái việc mà tôi hỏi, tôi ví dụ đơn giản thôi, như cái vụ ở Nghệ An Hà Tĩnh vừa rồi đấy, cái vụ mà chỗ cái khu khu đất mà đường dân sinh đấy, đúng không ạ, mà có cái giáo xứ người ta ra, người ta chống trả lực lượng chức năng đấy. Làm thế không? Các anh lu loa lên, các anh bảo là nhà nước cướp đất, cướp đường dân sinh của dân, cái đường bê tông to lù lù, nó rộng bao nhiêu mét, nó dài hơn có 200 mét thôi, để phát triển kinh tế đất vào các anh chống. Đấy, thế định của các anh như thế nào?
Có không? Các anh có muốn cái đất nước này phát triển không? Nếu như các anh thực sự muốn đất nước này phát triển, muốn đóng góp cống hiến cho đất nước này, thì các anh không nên kích động, đúng không ạ? Không nên kích động là gì? Không nên là phải phân tích được những cái nào nó đúng, cái nào nó sai. Thà như nhà nước bàn giao đất cho doanh nghiệp mà người ta không quy hoạch lại con đường mới, thì các anh phản ứng nó là một nhẽ. Đây người ta quy hoạch đường mới đẹp hơn, nó chỉ dài hơn 200 mét thôi, là các anh xô sổ lên các anh ấy. Tôi đố các anh sang cái đất nước nhân quyền ở Mỹ mà các anh dám làm việc đấy. Các anh nào giỏi các anh đứng lên các anh làm đi. Nếu như các anh làm được tôi theo các anh luôn, không cần các anh phải tuyên truyền, không cần các anh phải bóp méo nhá. Nó quan trọng các anh có làm được hay không, một đất nước đầy tự do đấy, đúng không ạ? Các anh có làm được điều đó không? Mà khi trao đổi thì các anh lại bảo là hiến định quyền thế này quyền thế nọ. Tôi xin thưa anh, nước Mỹ có hiến pháp của nước Mỹ, Việt Nam có hiến pháp Việt Nam nhá. Chúng tôi không có theo hiến pháp Mỹ mà tôi cũng không yêu cầu Mỹ phải theo hiến pháp của Việt Nam. Mỗi nước nó có một đặc thù riêng, các anh lại đòi hỏi những cái điều kiện nó hết sức là vô lý, đúng không ạ? Và liên quan đến cái vấn đề Nga và Ukraine này cũng vậy, thì chúng ta theo dõi chúng ta biết thôi, nó rất là buồn cười. Gọi là buồn cười thì cũng không phải là buồn cười, nhưng mà nó có cái nghịch lý. Cái nghịch lý đó là gì? Đó là để thấy được cái giá trị của cái người mà các anh hay cho là người Việt quốc gia của các anh đấy, nó ở bên Mỹ nó có giá trị như thế nào. Đó là mới đây nhất thôi, đúng không ạ? Mới đây nhất vào ngày 29 tháng 7 hôm vừa rồi này, là Ngoại trưởng Nga và Mỹ người ta đã thảo luận về cái vấn đề trao đổi tù nhân đấy. À, các anh đã biết thông tin này chưa? Đúng không ạ? Và khi trao đổi thì này rất là buồn cười, đó là gì? Đó là Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga là ông Sergei Lavrov vào ngày 29 là đã tiến hành điện đàm thảo luận với nhau về vấn đề trao đổi tù nhân. Đấy, thì trong đó thì chủ yếu là Mỹ đó, người ta muốn là đưa cái danh sách ra này, lại không có ai, mọi người có biết không ạ? Lại không có cái người gọi là người gốc Việt quốc gia Andy Huỳnh nó mới đau như này, đúng không ạ? Thế thì qua cái sự việc này chúng ta có thể thấy đấy, gào đi, kêu nữa đi, tổ chức sự kiện ăn uống nhiều vào, quyên góp nhiều quỹ vào, thì mới gặp được Ngoại trưởng Mỹ để mà xin cho con mình về được, đúng không ạ? Thì qua đó chúng ta thấy được cái vị trí, đúng không ạ? Cái tầm quan trọng của cái tiếng nói, đúng không ạ? Của các anh ấy, ở bên đó nó như thế nào? Các anh đừng có lên mạng, các anh đi, các anh nói này nó gọi các anh về thiên hạ, đúng không ạ? Bây giờ chả ai người ta không biết đâu. Nhiều anh này cứ bảo là mày đã sang Mỹ chưa, mày biết được cái sự việc ở Mỹ nó như thế nào? Cần gì phải sang Mỹ? Nói xin lỗi các anh, nhiều anh ấy sống ở bên Mỹ mấy chục năm rồi, các anh còn đang cãi ra giả với người chả bao giờ về Việt Nam, mà các anh còn đang cãi ra giả với người thực tế ở Việt Nam. Các anh bảo Việt Nam bây giờ chả khác gì năm 1975 cả, đúng không ạ? Thì cái điều đó là chúng ta thấy được là gì? Thấy được là cái vị trí vai trò của các anh ở bên đó nó chả có cái tiếng nói gì đâu. Thế nên các anh hãy sống làm sao đó là tuân thủ theo cái pháp luật của cái nước sở tại đó, và đặc biệt là tuân thủ theo các cái công ước quốc tế, và đặc biệt là gì hơn nữa là gì? Đó là các anh nhìn nhận về vị trí vai trò của đất nước Việt Nam chúng ta nhé. Chứ không phải là các anh ngồi bên đó các anh ra giả, các anh chửi đến lúc có việc các anh gào, các anh thét, các anh xin không được, các anh quay sang anh cào cấu mặt ăn vạ, không khác gì chí phèo cả, đúng không ạ? Như kiểu chí phèo thế hệ 4.0 ấy. Rất buồn cười đó. Và bên cạnh cái bài học này lại có một cái bài học nữa mà em muốn chia sẻ trước khi em xuống live. Đó là chắc mọi người theo dõi không gian mạng thì gần đây cũng biết cái nhân vật là Uyên Thùy, Uyên Thùy đúng không ạ? Cái nhân vật Uyên Thùy mà cùng với cái tay gì Hùng á, Hoàng Hùng hay cái gì mà ở bên Thái Lan đó. Đấy, thì theo như em tìm hiểu thì em cũng biết được. Đó là Uyên Thùy thì trước đây gia cảnh gia đình thì cũng tương đối là cơ bản, đúng không ạ? Cũng công ăn việc làm ổn định, cũng có gia đình tử tế. Thế nhưng mà cái việc này nó liên quan đến việc cá nhân thì em không đề cập sâu. Đấy, thế nhưng mà chung quy lại là em nghe được là nắm được thông tin là cung quy lại là về gia đình là nề nếp đấy, có công ăn việc làm ổn định đấy. Thế nhưng mà lại chả biết thế nào lại mong muốn vào một cái tương lai tốt đẹp hơn như Bạch Hồng Quyền hay là Nga Phủ Lý gì đó, hay là nấm mốc gì đấy chẳng hạn, đúng không ạ? Thì cũng bắt đầu là mon men bắt đầu có những hành động này hành động nọ. Đấy, sau đó là cũng sang Thái Lan. Sang Thái Lan thì may mắn cho Bạch Hồng Quyền thì còn được sang xứ sở trời Âu để mà kêu gào. Còn đây này còn không sang được rồi, chúng ta sẽ thấy.
Đó là trong các cái tin đó, mà đặc biệt nó cũng có kênh người ta cũng đã đưa. Đó là hai cái nhân vật này đó thì cũng nơi gọi là sống cũng không có cư trú bất hợp pháp ở bên Thái Lan. Thì hôm vừa rồi đây thì cũng liên quan đến cái vấn đề mà các cái tổ chức mà chống phá nhà nước Việt Nam bên kia thì hàng tháng người ta cũng cũng gọi là chu cấp cho ít kinh phí dạng như kiểu để cho anh ấy sống qua ngày ấy, để tiếp tục chờ đợi vào một tương lai nào đó tốt đẹp hơn đấy, ví dụ như vậy. Thế là cuối cùng là không biết là chưa chắc cái nào thì cũng lên mạng rồi cũng đấu tố nhau đấy, cũng nói là tổ này tổ kia vân vân cả, sau đó là cũng tố cáo là thế này thế nọ. Thì bây giờ thông tin nó đang còn trên Facebook, mọi người có thể lên theo dõi. Và cái kết cuối cùng đó là Uyên Thùy này với lại một 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 nhân vật nữa là Hoàng Hùng hay Hùng Hoàng ấy đấy, thế bảo là hiện nay đang sống chung với nhau như vợ chồng với Thái Lan. Thế là cuối cùng nó bị cảnh sát Thái Lan người ta bắt. Thì người ta bắt thì hiện nay thì cũng không biết là người ta có, em không tìm hiểu xem là em nghĩ là có thôi, nhưng mà không biết là giữa Việt Nam với Thái Lan là có tương trợ pháp lý. Nếu mà có thì người ta bàn giao, mà không có người ta trục xuất thì em nghĩ thì nó cũng như nhau cả thôi, đúng không ạ? Đấy, như nhau cả thôi. Thế tóm lại là chúng ta thấy được đó là gì? Đó là cái bài học sâu sắc cho những ai đó mà cứ cứ thích không làm có ăn, đúng không ạ? Rồi sang Mỹ là nghiễm nhiên là được ở nhà lầu đấy, Không rồi là sang đấy là cái gì chính phủ người ta cũng lo ờ, hết, chung nghe thiếu cái gì thì cần kêu phải mang đến, không chả cần phải lo gì cả đấy. Thì có mấy cái xin nội dung em hỏi muốn mà trao đổi chứ. ok Chung, cảm ơn Chung rất là nhiều nha.